Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cái video clip tiếp theo của em. Thì ngày hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác một cái sản phẩm rất rất là quan trọng trong bộ dàn karaoke, bộ dàn sự kiện như chúng ta. Thì lần đầu tiên em xin gửi lời mời chào đến tất cả các anh chị, cô dì, chú bác đang yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc và đang xem clip của em. Những ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất mà bên em review hàng ngày trên kênh của em. Thì để không liên thai liên thuyên nữa, thì bây giờ em sẽ đi vào chủ đề chính nhé. Chiếc quản lý nguồn P102 Pro. Thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh xem chiếc quản lý nguồn P102 Pro nó có những gì mà nó lại quan trọng như thế. Ok, các bác nhớ đón xem nhé. Somebody who can love me when I'm first. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody. Và ngay trước mặt các bác đây là chiếc quản lý nguồn DBL Hotic 102 Pro, chiếc quản lý nguồn VIP nhất của nhà DB. Đấy, thì chiếc quản lý nguồn này có bao gồm là 8 cổng out điện trực tiếp bằng phím mềm được quản lý trực tiếp bằng hệ thống điện thông minh đấy, và hai đường output điện là điện trực tiếp đấy, cũng qua relay nhưng mà không qua bảng điều khiển thông minh đấy nhé mọi người. Đấy, đây là màn hình LCD để hiển thị tất cả ngày tháng này, giờ giấc này đấy, và có thể cài đặt được giờ tắt mở đấy, giờ tắt mở của bộ dàn karaoke nhà mình. Đấy, có thể hẹn giờ, ví dụ như chúng ta có thể hẹn được 6 giờ sáng nó sẽ bật, và đến 10 giờ sáng là nó sẽ tắt. Thì con này nó có làm được cái điều đấy anh em nhé. Đấy, và con này là có những ưu điểm như sau. Nó sử dụng nguồn điện sạch và nó có một bộ lọc điện xịn nhập khẩu từ Mỹ về. Đấy, và sử dụng tất cả các linh kiện nhập khẩu, và relay của nó chịu tải rất là lớn. Đấy, các bác phải nhớ là relay chịu tải rất là lớn, chịu được dòng rất là lớn. Cái thứ hai là nó có thể chống giật, và chống giật rất là tốt. Cái đấy là một cái điều rất là cần thiết trong bộ dàn karaoke nhà mình. Tại vì là khi nhà mình có dùng con nhỏ hoặc là anh em đi sự kiện mà trời mưa hay như thế nào ấy, thì mình xài con này này, nó khá là ok nhá. Và đặc biệt con này giá rất là hợp lý nhá. Toàn bộ linh kiện nhập khẩu có lọc nguồn. Đấy, bây giờ anh em mua những con quản lý nguồn bãi ngoài thị trường mà nó có lọc nguồn xịn như con này thì nó cũng gần tương đương tiền so với mức giá sáu con này. Mà con này thì là hàng mới chính hãng, được bảo hành 1 năm đấy, lỗi đổi mới trong vòng 6 tháng, cho nên mọi người yên tâm sử dụng. Và em sẽ review đằng sau cho các bác nghe xem nhé. Đằng sau con này thì nó cũng không có gì là thú vị lắm đấy, lộ lại luôn đây. Mà đằng sau của nó thì nó có 8 đường cổng ra thôi, nó chỉ có 8 đường cổng ra. Đấy, cũng giống như bao quản lý nguồn khác, đặc biệt nó chỉ khác về nội thất, cũng như là đây là một con quản lý nguồn số. Thì bây giờ em sẽ bóc ra cho tất cả các bác cùng xem bên trong nội thất của nó, cũng như là cho các bác xem cái lọc nguồn điện sạch nhé. Đấy, để cho cái dàn karaoke nhà chúng ta có một chất âm nó ok nhất. Đấy, ok, phần nội thất. Thì bây giờ em sẽ bóc ra và cho các bác xem cái phần nội thất bên trong nó có những gì mà được nhiều anh em tin tưởng sử dụng đến như thế. Thì một lát nữa em sẽ còn một số chi tiết nữa mà em sẽ nói cho các bác biết thêm về cái công năng của con quản lý nguồn này nữa. Có một cái chi tiết rất là hay nhé, chi tiết này em thấy rất là thích và anh em nào cũng thích. Để đảm bảo anh em luôn, anh em xem lúc cái video này thì em sẽ nói cho anh em xem. Thì bây giờ em sẽ tháo ra nhá, tháo ra cùng xem bên trong nó có những gì. Đây, thanh niên thích phá tem, chuyên gia phá tem của DBL Boutique. Đây, kể cả những con ốc này được làm bằng thép này, làm bằng thép chứ không phải màu sắt mọi người ạ, rất là chắc chắn. Họ làm chỉnh chu từ vật ốc một các bạn ạ. Chỗ này hướng vào ốc rồi. Ok, sẽ cố gắng lập tiếp. Rồi, sau một hồi máy tháo hết là ốc thì bây giờ em sẽ cho các bác xem sâu cái nội thất của nó nhá. Wow, rất là đẹp phải không mọi người, nhìn rất là đầy đặn, anh em nhìn ai cũng phải thích đấy.
Thì đây này, đây là bộ phận xử lý, bộ phận xử lý tất cả những cái mà gọi là cái tinh hoa nhất của những cái quản lý nguồn đời mới nhất hiện nay. Đấy, đây là một chip xử lý điện. Đấy, có thể cài đặt hẹn giờ được ngày tháng năm sinh, cũng như là có thể cài đặt được giờ tắt mở, và có thể cài đặt được, ví dụ như anh em mình có thể cài đặt được để bộ vạn, để bảo vệ cho bộ dàn nhà chúng ta, anh em có thể cài đặt được khoảng khi mà nguồn điện xuống dưới 100V hoặc là xuống dưới 150V hoặc 160V là điện nó sẽ tự cắt. Hoặc là anh em mà nếu mà nguồn điện cao quá khoảng trên 230V hoặc là 240V này thì điện nó sẽ tự cắt. Đấy. Thì cái này nó hay, là hay ở những cái đó. Đấy. Công nghệ nó ở những cái đó. Thì đây là chiếc lọc nguồn nha các bác. Đấy, lọc nguồn các bác có thể xem này. Made in Mexico nhé mọi người. Made in Mexico. Đấy, đây là lọc nguồn được nhập khẩu trực tiếp từ nước châu Âu về nhé, chứ không phải là lọc nguồn bình thường đâu mọi người. Đấy, dây nguồn khá là to, dây nguồn to thì sẽ cho một cái lượng, cái này nó gọi là dòng tải rất là lớn. Đấy, dòng tải chịu rất là lớn và toàn bộ sử dụng những rơ le xịn nhé mọi người. Đấy, rơ le toàn là rơ le chở công suất nó rất là lớn. Đấy, đây là rơ le, là toàn rơ le 30A hết nhá, 30A 240V, dòng tải rất là lớn mọi người ạ. Đây là cục nguồn để nuôi những cái rơ le, những cái điện rơ le này. Đấy, chạy sử dụng chip này mọi người, hiện đại không? Đấy, rất khó, những cái thị có những cái trên thị trường có những cái quản lý nguồn mà nó đẹp, mà nhìn nó chất lượng như thế này. Đây là pin này, pin để nuôi cái mạch này để nhớ được ngày giờ. Đấy, ngày giờ ở đây, ngày tháng ở đây, anh em có thể cài đặt. Và con quản lý nguồn này được bảo hành, được hãng bảo hành khá là lâu dài nha mọi người. Đấy, bảo hành khá là tốt. Rồi ok, bây giờ sẽ bật thử và sử dụng một số tính năng mà em vừa nói với các bác nhé, xem nó như thế nào. Ok. Đấy, như các bác có thể thấy đây nhá, khi mà thiết bị này hoạt động, nó sẽ bật tắt theo thứ tự từng thiết bị một mà chúng ta theo ý muốn của chúng ta. Đấy, như thế này sẽ bảo vệ tuyệt đối cái dàn karaoke nhà bạn, tránh hiện tượng hại loa nhé, hại loa. Thì có những người, người ta không biết ý, anh em không biết thì sẽ bật đáy lên, sau đó mới bật vang, thì nó sẽ có cái hiện tượng tiếng kêu bụp một cái, mà khi công suất nó đột ngột nó ra loa, nó rất là hại loa. Một lần hai lần không sao, nhưng mà nhiều lần chắc chắn loa nhà chúng ta sẽ gặp vấn đề tình trạng là sổ côn hay là như thế nào đó, mà nó sẽ gây ra tổn hại đến loa của chúng ta rất là nhiều. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng cái thiết bị này, nó sẽ tránh được tình trạng như thế. Đấy, rất là an toàn phải không mọi người? Và ở đây nó có tất cả các thông số hiển thị này, như mọi người có thể nhìn này. Đấy, có thông số hiển thị là có thể lưu được mode 1, mode 2, sử dụng tiếng Anh, đấy, tiếng Trung. Đấy, có cả mật khẩu đấy các mọi người. Mọi người anh em thích mật khẩu thì anh em ấn mật khẩu vô đây. Đó. Thứ hai, có thể cài đặt được giờ, có thể cài đặt được giờ, cài đặt được số vôn, ví dụ vôn, mức vôn ở dưới 150V là con quản lý nguồn này tự động tắt, hoặc là dưới cao hơn 270V là con quản lý nguồn này nó sẽ tự động tắt. Và đây là auto, bật cái chế độ auto này lên thì nó sẽ hoạt động cái chức năng này. Đấy. Đó, tiếp theo đó chính là cài đặt thời gian. Đấy, ngày giờ. Đấy, ngày và giờ. Đấy, cài đặt độ trễ của khi mở của từng cổng một này. Đó. Đấy, có đầy đủ 8 cổng. Đấy. Cài đặt độ trễ và delay. Nói chung là nó khá là ok các bác ạ. Nó khá là ngon đấy. Em thấy là so với mức giá mà trên thời điểm hiện tại ấy, thì con này khá là ok đấy, và rất là sang trọng. Đây là quản lý nguồn số, không phải là quản lý nguồn cơ. Đấy. Thì mọi chi tiết xin liên hệ vào số hotline em để ngay ở bên dưới màn hình nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất mà em làm video hàng ngày em đăng lên trên kênh của em nhé. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.